Thầy cô đã chia sẻ màn hình rồi, lớp mình có nhìn thấy chưa? Lớp mình có nhìn thấy chưa? Bằng Dạ tiếng Anh. rồi. Tiếng Anh thấy chưa? Ừ. Rồi. Lúc nãy cô nói mình vào đầu giờ mình vào sớm để cô kiểm diện đúng không? Nhưng mà chờ chút xíu đi, mình học xong rồi mình kiểm diện luôn nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài của tuần này nha các bạn. Bữa trước thì mình đang dừng lại ở tiết số 33, 34, bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá của tác giả Hy Cận, đúng chưa nào? Chúng ta đã giải quyết xong bài thơ đó rồi. Thì bữa trước cô có dặn các bạn là chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho cô cái bài trong sách giáo khoa trang số 176 là cái bài hôm nay. Lúc nãy thì bạn mình cũng có trả lời với cô rồi đó. Bài trang 176 là bài này nha. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Chúng ta lật sách giáo khoa đi các bạn nha. Thì bài này nó vẫn còn trong cái chủ đề thứ tư của mình nha các bạn. Nha, vẫn còn là trong cái chủ đề thứ tư của mình. Cho nên chỗ này là cô chỉ ghi cái tên của cái bài mình thôi. Tập làm văn nha các bạn. Ta cập nhật cái nội dung ha. Cập nhật nội dung cái phần ghi bài của mình. Tập làm văn. Tiết 35 nha. Rồi, mình ghi cái tựa bài vào đi. Trong sách có đó. Đối thoại. Độc thoại. Và độc thoại nội tâm. Trong văn bản tự sự. Rồi mình trang trí cái tựa bài của mình đi các bạn. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Và phần đầu tiên, một là mã tìm hiểu bài, rồi đánh cho cô cái dấu sao đi. Tôi sẽ đi tìm hiểu cái nội dung này nè, tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Không có cái phần trình chiếu đâu nha các bạn. Tại hôm nay mình học ở trên cái phần ghi bài của mình như thế này nha, cho nên mình cập nhật đi chứ đừng có chờ cái phần trình chiếu nha. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Rồi, tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. Rồi mình nhìn ở trên màn hình giùm cô đi, mình nhìn ở trong sách giáo khoa đi, nhìn sách giáo khoa nè. Và cái tựa bài của mình nó là gì? Nhắc lại ha, đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. Được chưa? Trong văn bản tự sự, văn bản tự sự là mình biết rồi, văn kể chuyện thôi. Văn kể thôi, được chưa? Văn tự sự là văn kể ha, là mình biết rồi. Ở đây mình có cái đối thoại và độc thoại nội tâm nè. Bây giờ nếu như chúng ta có đọc tài liệu, chúng ta có nghiên cứu ở nhà rồi thì chúng ta sẽ biết. Bây giờ cô mời ha, mời mấy bạn chia sẻ trao đổi cho cô coi bây giờ em hiểu thế nào là độc thoại, thế nào là đối thoại và thế nào là độc thoại nội tâm. Hay mình chia sẻ cho cô nè. Nếu mình có chuẩn bị ở nhà rồi thì mình sẽ biết. Bây giờ
Có thể là mình biết như vậy đó, thì mình trình bày như vậy thì các bạn sẽ có ý kiến thêm, hoặc là cô biết là mình hiểu như vậy, có thể mình hiểu đúng thì không nói gì, mình hiểu mà chưa chính xác thì cô sẽ giúp các bạn, rồi chúng ta định hình lại cho nó đúng phần kiến thức của mình. Bây giờ chắc đầu tiên là chắc mời chỗ của bạn bạn Khải đi. Bạn Khải đâu? Đầu tiên bạn cho cô biết là mình hiểu thế nào là đối thoại hả em? Đối thoại theo bạn thì sao gọi là đối thoại? Bạn Khải đâu? Bạn Khải ơi, mẹ cô gọi gì thì giống như là điểm danh đi ha, mày, ai mà không có tương tác không trả lời xem như không có học được không, chứ nếu mình có học là mình phải có phần tương tác nha. Bạn nói nhắn không có mic rồi. Vậy hả? Ừ rồi, em mời cái chỗ bạn và bạn khác đi. Bạn Hữu Phú đâu? Đừng có nhắn là nó không có mic nữa nha. Mời bạn Hữu Phú. Mình nhanh chóng đi các bạn ơi. Hữu Phú có đó không? Lớp trưởng Hà ơi, kiểm cái phần danh sách giùm cô xem có bạn Hữu Phú không? Bạn có nhắn trong phần chat nó là không có mic không? Dạ không thấy cô. Không thấy bạn Hữu Phú hả? Không thấy bạn Hữu Phú đúng không? Rồi, để đánh dấu đây là coi như là vắng ha. Bạn bạn Văn Thanh đi, lớp trưởng. Lớp trưởng đâu rồi? Lớp trưởng. Có lớp trưởng nha, lúc nãy cô thấy có lớp trưởng. Đúng không Hà? Có lớp trưởng phải không Hà? Dạ có cô. Dạ, lớp trưởng đâu rồi? Cái lúc mà cô gọi mời các bạn tương tác như là mình sợ hay sao á, mình nói mình sợ sai mấy bạn cười hay sao, hay là mình bên kia là mình không dám nói, không biết làm gì bên kia mà không dám nói, có gì đâu sợ, đâu có ai thấy mặt của em đâu, nói sai sợ bị quê hay sao, có ai thấy mặt em đâu. Bạn Văn Thanh nãy giờ gọi mấy lần rồi ha, bây giờ không trả lời là còn vắng nha. Rồi Văn Thanh không có đúng không, vắng. Có mình là có Thảo Ngọc và có Ngọc Thảo nữa ha. Mời bạn bạn Ngọc Thảo đi. Dạ alo. Rồi mình nghe cô hỏi nãy giờ không? Con quên câu hỏi rồi cô. Như nãy giờ bên kia mình không có theo dõi hả? Dạ có nhưng mà con quên. Trời ơi, mới đặt câu hỏi đó rồi giờ quên. Chờ, mình đọc tài liệu ở nhà chưa? Đây rồi. Ừ. Ở đây mình thấy là trong cái tựa bài của mình là nó có đối thoại nè, rồi nó có độc thoại nè, rồi thì độc thoại nội tâm nữa. Bây giờ đầu tiên là đối thoại trước cái đã. Bây giờ em theo em á, thì em hiểu thế nào là đối thoại? Nghĩa là trò chuyện giữa hai người nào đó, một Là người người có liên. trò chuyện đúng không? Đối thoại có nghĩa là trò chuyện, mà trò chuyện là từ hai người trở lên đúng không? Người trở lên Mấy người em? có thể là từ hai người trở lên, nhiều người trở lên không? À, là từ hai người trở lên đúng rồi, từ hai người trở lên đúng không? Rồi cái là Dạ. trò chuyện từ hai người trở lên, rồi còn gì nữa không? Có gì nữa không? Thì mình hiểu sao mình nói vậy thôi, mình đừng có câu gì hết trơn á. Được rồi, cảm ơn bạn. Như đó. Rồi cảm ơn bạn. Hả? Đúng rồi, đối thoại. Đối thoại là nói, đối thoại có nghĩa là có sự qua lại, đối là phải có sự qua lại. Vì đối thoại đây là mình phải hiểu là gì, là phải có cái sự mà nói chuyện. Đối thoại là nói chuyện, là tương tác, là qua lại. Nhưng mà để mà có thể là qua lại thì phải ít nhất là phải hai người, đúng không? Thì đối thoại là gì, là cái hình thức đối đáp. Đúng không? Hình thức đối đáp hoặc là trò chuyện mà phải là giữa giữa hai người trở lên. Được chưa? Giữa hai người trở lên thì đó, đúng rồi, nãy bạn nói là đúng rồi đó, bạn hiểu đúng rồi đó. Đó. Được chưa? Và mình lưu ý ha,
là cái hình thức khi mà mình thể hiện đối thoại đó là thường á bạn ha, là trước cái lời đối thoại đó thì mình sẽ phải có cái dấu gạch đầu dòng, được không? Thì mình chú ý nha, đó mình chú ý cho cô ở chỗ đó phải có cái dấu gạch đầu dòng để là để mình nhận biết là cái đó là đối thoại, được chưa? Đó, như vậy thì trong khi mà người ta cho một cái đoạn ngữ liệu dài như thế mà người ta kêu mình là xác định cái lời đối thoại đó, thì mình chỉ cần tìm ở trong đó, mình phải phải tìm mình phải tìm cho ra được là nó có cái dấu gạch đầu dòng, thì mình phải nhìn vào cái gạch đầu dòng đó để mình tìm, mình xác định cái lời đối thoại của ai, được chưa? Các bạn chú ý ha. Rồi vậy là đối thoại là mình hiểu rồi ha. Rồi bây giờ là tới độc thoại. Hả? Độc thoại nó có khác cái đối thoại không? Độc thoại thì sao? Mời bạn khác chia sẻ đi. Bạn Ngọc Thảo rồi phải không? Bạn Hữu Thắng, Đức Thịnh, Hữu Trọng, mời bạn Hữu Trọng đi. Hồi nãy là bạn nào ta? Dạ. Nãy là bạn bạn Ngọc Thảo đúng không? Rồi. Mời bạn bạn Hữu Trọng đi. Dạ em đi cô. Rồi, trả lời đi. Có nghe cô nói không? Hỏi không? Hay là giờ kêu cô đặt câu hỏi lại nữa? Dạ đọc câu hỏi lên nữa với cô. Rồi, độc thoại thì theo bạn là bạn hiểu thế nào là độc thoại? Dạ theo em hiểu đọc thoại là đọc mà văn bản gì đó cho một người khác nghe. Độc thoại là đọc một cái văn bản gì đó cho người khác nghe. Có nghĩa Dạ. là em đọc cho một cái người nào đó nghe. Vậy là phải có người người đọc, người người nói và người nghe, có nghĩa là phải có hai người đúng không? Dạ. Là em hiểu như vậy đó hả? Rồi cảm ơn bạn. Dạ. Rồi bạn khác. Nhật Tú, bạn có hiểu giống như bạn bạn Hữu Trọng không? Nhật Tú đâu? Dạ cô là tập họa là lời của một người nào đó nói với chính mình hoặc nói với một ai đó trong tưởng tượng. Là này là em hiểu như vậy đúng không, hay là em đọc từ trong phần ghi nhớ ra? Em phải hiểu. Rồi cảm ơn bạn. Đúng rồi đó, và trong cái đó là trong phần ghi nhớ nó có. Nhưng mà cô không muốn là mình nhìn trong phần ghi nhớ, mình đọc ra cho cô thì đó cô cũng thấy, cô cũng biết rồi. Ý cô muốn là mình hiểu theo cái hiểu của mình á, hiểu ý của mình đó, mình trình bày hiểu không? Đọc thoại nó khác so với lại đối thoại. Nếu như đối thoại là nó có từ, đối thoại là phải có no, phải phải là đối đáp, phải là trò chuyện, thì ở đây đọc thoại là nó không có đối đáp, nó không có trò chuyện nha, được chưa? Đó, nó không có đối đáp, nó không có trò chuyện. Đọc thoại ở đây chỉ là lời nói của một người thôi, một người nào đó thôi, và nói với lại chính mình hoặc là nói với lại cho một cái người khác nghe, nhưng mà cái người đó là trong tưởng tượng, hiểu chưa? Cái người đó là trong tưởng tượng chứ không phải là cái người đó hiện diện ngay trước đó, ngay trước mặt mình nha. Cái việc đối thoại là từ hai người trở lên, hai người trở lên, còn đọc thoại là chỉ có gì, có một mình thôi, mình phải hiểu như vậy, nó khác nha. Đọc đọc là giống như cô đọc vậy đó, đọc vậy thì đây là phải là chỉ là có một thôi, được chưa? Như vậy đọc thoại là mình phải 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 nắm cho cô, đọc thoại đây là chỉ có một người thôi, và cái người này là sao, là nói, nhưng mà nói sao, nói cho bản thân người đó nghe hoặc là sao, nói cho một ai đó nghe, nhưng mà cái người nghe đó là trong cái tưởng tượng của cái người đó chứ không phải là hiện diện trước mặt người đó, được chưa? Mình hình dung được chưa, mình hình dung được chưa các bạn? Như vậy là mình phải phải biết được đó, đọc thoại là cũng vẫn là nói ra thôi, cũng vẫn là phát ra thành lời thành tiếng đàng hoàng nha, nhưng mà có điều là sao, là nói có một mình nghe thôi hả, mới là đọc thoại. Còn đối thoại là cũng phát ra thành tiếng thành lời đàng hoàng, nhưng mà sao, có từ hai người trở lên, được chưa? Được chưa bạn bạn Cẩm Tú? Cẩm Tú ơi, Dạ được. rõ chỗ này rồi ha. Như vậy thì đọc thoại nó cũng giống như là đối thoại thôi, nó cũng là lời nói đúng không, nó cũng là lời nói. Như vậy thì trước cái lời nói đó nó cũng phải có cái dấu gạch đầu dòng nha, trước lời nói đó nó cũng phải có cái dấu gạch đầu dòng luôn. Vậy thì mình nắm được đối thoại rồi ha, mình nắm được đọc thoại rồi. Vậy bây giờ trong cái bài của mình đó, cái tựa bài của mình nó còn có cái gì nữa nè, cái đọc thoại nội tâm nữa nè, thấy chưa? Vậy đọc thoại với lại đọc thoại nội tâm nó có giống nhau không hay nó khác nhau? Thấy đọc thoại nội tâm là sao? Bây giờ bạn khác chia sẻ đi. Bạn bạn Tường Vi đâu rồi? Mời bạn khác đi, bạn Thu Pha đi. Thu Pha đâu? Thu Pha ơi. Dạ cô. Rồi trả lời cô đi em, nãy giờ đi lật tìm sách hả gì?
Cô có thể đọc lại câu hỏi được không? Rồi. Nãy em đi lấy đồ cho mẹ. Ôi, thấy chưa? Bên kia mình cũng chưa có chú ý ha. Rồi, vậy là em đâu có biết đối thoại là gì, đâu biết đọc thoại là gì đâu. Bây giờ kêu chia sẻ đọc thoại nội tâm là gì biết không? Đọc thoại nội tâm là gì em? Em hiểu làm sao? Chắc là được không bạn Pha? Không thì cô mời bạn khác. Pha ơi, có nghe cô nói không? Có trả lời được không? Dạ không cô. Vậy cô mời bạn khác ha, bạn Tiết Như. Đọc thoại nội tâm thì xem em hiểu là như thế nào em? Thế nào là đọc thoại nội tâm? Dạ, em nghĩ là đọc thoại nội tâm là kiểu như là mình tự nói với mình mà mình không có phát ra tiếng, ý là nó nhầm á cô. Có nghĩa nói nhẩm hả? Nói nhẩm là cũng phát ra tiếng gì? Là nó lẩm bẩm, nó lẩm bẩm, nó lầu bầu nhưng mà giờ cũng phát ra tiếng. Bây giờ đọc thọ nội tâm là giờ là có nói ra thành lời không nè? Dạ không. À đúng rồi, đọc thọ nội tâm là không có phát ra thành lời. Đối thoại với lại đọc thọ thì có phát ra thành lời đó, nhưng mà đọc thọ nội tâm là không có phát ra thành lời. Được chưa? Rồi, cảm ơn bạn nha. Bạn nói là đúng rồi đó. Đọc thoại nội tâm thì đọc thoại nãy là mình biết rồi, là nói với lại chính mình đúng không? Nói với lại chính mình, nói một mình nghe thôi. Rồi bây giờ nó thêm cái chữ nội tâm ở phía sau nữa, nó thêm cái phần nội tâm nữa. Nội tâm là trong lòng đúng không? Vậy thì đọc thoại nội tâm có nghĩa là nói ở trong lòng, nói ở trong lòng thì sao mà phát ra thành lời thành tiếng được đúng không? Đó, vậy thì đọc thoại nội tâm thì cũng là nói, nhưng mà là sao, không có phát ra lời nha, không phát thành lời, nói ở trong lòng thôi và nói một mình nghe. Có nghĩa là đọc thoại nội tâm giống như những cái suy nghĩ ở trong đầu á nha. Đọc thoại nội tâm là những cái suy nghĩ ở trong đầu của mình, được chưa? Và khi mà nó đã là suy nghĩ ở trong đầu rồi, nó không có nói ra thành lời, nó không phát ra thành lời rồi thì nó sẽ không có cái dấu gạch đầu dòng ở phía trước, được chưa? Cô nói như vậy để chút nữa là trong cái đoạn ngữ liệu á, chút nữa mình tìm hiểu nè, là em sẽ phải đi tìm cho cô cái nào là đối thoại, cái nào là đọc thoại và cái nào là đọc thoại nội tâm. Nãy giờ nếu như chúng ta nghe, chúng ta hiểu đó, và chúng ta chú ý thì một chút nữa trong cái đoạn ngữ liệu này chúng ta sẽ xác định được. Còn bạn nào xác định không được là do là nãy giờ bên kia là mình không có ngồi nghe đó. Được chưa? Như vậy thì bây giờ mình đã nắm chưa? Mình nắm rõ cho cô thế nào là đối thoại, thế nào là đọc thoại và thế nào là đọc thoại nội tâm rồi chưa? Dạ rồi. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cái đoạn ngữ liệu, ở trong cái đoạn ngữ liệu này ha, mình tìm coi cái nào là đối thoại, cái nào là đọc thoại và đọc thoại nội tâm nha. Đây, cái đoạn ngữ liệu đây. Này là cái đoạn ngữ liệu này nó trích trong cái truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân đây. Ha, thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái yếu tố. Đây, yếu tố đối thoại nè, độc thoại và độc thoại nội tâm nè, thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ chỗ này các bạn sẽ ghi cho cô là ví dụ sách giáo khoa trang số 176 ha. Ví dụ. Rồi. Mình ghi ví dụ cho cô đi. Ví dụ sách giáo khoa trang 176 177 đi các bạn ha. Cái này là đọc là cô nghĩ là các bạn phải đọc rồi, chúng ta phải đọc ở nhà rồi, tay cô vô mình chuẩn bị mà. Với lại là nếu mình chưa kịp, mình không đọc đó, thì cái đoạn này là cái bữa trước là trong cái chuyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân thì mình cũng đọc tác phẩm rồi nha. Rồi, như vậy bây giờ ở trong đây á, là đầu tiên là mình phải tìm cho cô là yếu tố đối thoại trước đi, yếu tố đối thoại ha, mình đi tìm từng từng cái đi ha các bạn ha. Đó, thì đầu tiên là chỉ ra cho cô ở trong đây nguyên cái đoạn ngữ liệu này nha, ngắn chứ cũng không có dài, được chưa? Tìm cho cô đâu là yếu tố đối thoại, đâu là yếu tố đối thoại ha. Thì nhắc lại đối thoại nãy thì các bạn cũng có nắm rồi, thì giờ cô nhắc lại ha. Đối thoại là mình phải nhìn vô cái chỗ nào mà nó có cái dấu gạch đầu dòng, được chưa? Dấu gạch đầu dòng với lại là cái gì, cái lời đó là cái lời đối thoại đó là nó phải là cái sự đối đáp, nó phải là cái đối đáp trò chuyện giữa hai hoặc nhiều người trở lên thì đó mới là đối thoại đó. Thì giờ mình tìm cho cô nha, nhìn trong sách mình tìm đi các bạn ha. Cô giới hạn cho các bạn luôn nè, cho nó nhanh ha. Nó nằm ở trang số 176 đây nè, nó không có nằm ở trang bên kia đâu nha, nó nằm ở đây nè.
Đó, thì đây mình nhìn thấy nó có ba cái gạch đầu dòng nè, đúng không? Thì nó chỉ nằm trong ba cái này thôi. Rồi, bạn nào? Thôi, cái cô gọi đi, không có chờ. Mình như mình không có chủ động không à, chỉ chờ không à. Rồi bạn bạn Cẩm Ly đâu rồi? Mời bạn Cẩm Ly. Có Cẩm Ly không ta? Nãy nghe thấy có Cẩm Ly nó tương tác mà, rồi Cẩm Ly giờ đâu rồi ta? Cẩm Ly. Bây giờ kiếm diện Cẩm Ly lăn, Cẩm Ly nhắn nha. Hà ơi xem qua bạn Cẩm Ly đâu rồi Hà. Dạ cô. Để trong thời gian chờ bạn Cẩm Ly ha, mời bạn Văn Nghĩa. Dạ. Dạ gì nãy giờ có nghe cô nói gì không? Dạ. Sao? Có nghe cô nói gì không? Thực hiện cho cô đi. Thực hiện cho cô. Dám hỏi cô thực hiện cái gì lắm mà. Không thấy Cẩm Ly cô ơi. Hồi nãy như có tương tác mà phải không? Không có Cẩm Ly hả? Thì tạm thời đây Cẩm Ly vắng nha. Nhân Nghĩa thực hiện được không em? Không cô. Rồi chết rồi, có ba cái giới hoạch đầu dòng thôi mà cô giới hạn đó rồi, giờ mình sẽ xác định đối thoại, mình xác định không được. Mình nắm đối thoại là gì chưa? Mình nắm đối thoại là gì chưa em? Dạ chưa. Trời ơi, với nãy giờ ở đâu? Làm gì? Có nghe cô nói không? Hả? Nãy giờ mình có nghe cô nói không? Bên kia mình có ngồi trước màn hình mình học không? Hay là mình đi đâu mình quay quay trở vô? Chết rồi. Đối thoại là đối đáp nha, là đối đáp. Trò chuyện từ hai người trở lên. Và để nhận diện cái lời đối thoại thì nó phải có cái dấu gạch đầu dòng đầu tiên. Đó, trước cái lời đối thoại nó sẽ có cái dấu gạch đầu dòng. Được chưa? Thì đây nè, ba cái dấu gạch đầu dòng nè. Đó. Ba đây nè, cô giới hạn trong đây thôi, thì nhìn nó đây nè, nó có gạch vòng nè, thì bây giờ mình xác định cho cô coi, bây giờ nó là đối thoại độc thoại, nó là đối thoại, nó là độc thoại. Và đọc cô đang yêu cầu là tìm đối thoại đó, thì bây giờ trong ba cái gạch vòng đó cái nào là đối thoại, chú ý cho cô nha. Mà bạn khác đi, bạn 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 Tấn Phát đâu? Tấn Phát thực hiện được không em? Dạ Em thực hiện được không? là hai cái gấu đực đầu đồng cuối cô. Đọc lên cho cô coi, bây giờ đối thoại là theo em là nào? Em đọc lên giùm cô đi. Em là ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy với hà nắng gớm về nào cô. Là theo em là cái gạch đầu dòng này với lại cái này là lời đối thoại đúng không? Rồi, Dạ rồi cảm ơn bạn. Có ai có ý kiến khác không? Những bạn khác? Bạn nào có ý kiến khác thì mở mic nói giùm cô đi. Ai có ý kiến Dạ khác? thưa cô, Rồi mời bạn. theo em là hai cái gạch đầu dòng đầu tiên đó cô mới là đối thoại, còn cái cuối cùng là độc thoại. Rồi, bạn bạn tên gì? Em tên là Bảo Châu. Bảo Châu. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi để cô đánh dấu Bảo Châu chỗ này ha. Rồi. Cảm ơn bạn Châu. Bạn Châu nói được đúng rồi đó. Cô đồng tình cái chỗ của bạn Châu ha. Hai cái lực lời đầu tiên của mình đây nè các bạn, hai cái gạch đầu dòng đầu tiên của mình đây nè. Sao bảo làng chợ giàu tinh thần lắm cơ mà. Lời ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế ấy, thế đấy. Đây, hai cái này nè. Là đối thoại. Tại vì mình đọc chưa có kỹ đó, mình đặt cái đoạn này ở trong cái truyện ngắn làng của Kim Lân đi, mình đọc tác phẩm lại đi, mình sẽ thấy là hai cái này nè, đây là ông hai đang nói với lại ông hai nói và có cái người nghe đàng hoàng nha các bạn ha, đó là đối đáp trò chuyện giữa hai người trở lên đó. Cái này là nói với lại cái người phụ nữ đó ở phía trên, nó khúc phía trên đó, nó mình xem lại tác phẩm đi, thì cái này là chính là đối thoại nha, hai cái dạch vòng này là đối thoại, mình đánh dấu trong sách đi nha. Mình ngoặc lại mình ghi đối thoại hay cái gì đi nhé các bạn ha.
Đó, mình ghi trực tiếp vào trong sách đi, mình sẽ không có ghi vào trong cái phần ghi bài của mình nha. Rồi, đây nó có mà, không có cần ghi vào trong vở làm gì, ghi thẳng vào trong sách cho cô, đánh dấu đi. Như vậy là mình chỉ có là hai cái lượt lời này, đó là lời đối thoại thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ sang đọc thoại. Thì đọc thoại là thế nào? Xác định cho cô coi. Thì nhắc lại nha, hồi nãy có nói rồi, bây giờ nhắc lại. Đọc thoại có nghĩa là gì? Là cũng là nói, cũng phát ra thành lời, nhưng mà chỉ nói cho một mình nghe thôi, hoặc là cho ai đó nghe thì là đọc thoại. Và để nhận diện đọc thoại thì phía trước đó thì cũng là cái dấu gạch đầu dòng. Được chưa? Đó, phía trước đó cũng gạch đầu dòng. Bây giờ gạch đầu dòng còn lại là có cái này, đúng chưa? Rồi nào nữa? Đây, gạch đầu dòng đây với lại này. Đó, thì giờ bốn cái gạch đầu dòng này thì nào là đọc thoại? Rồi, bạn nào làm được? Làm được cô cho điểm. Nãy cô bạn Bảo Châu là cô cho điểm nha. Cho điểm em cô. Rồi, bạn tên gì? Dạ Thảo Linh Nguyễn, Bùi Thảo Linh. Bùi Thảo Linh hả? Nguyễn Thảo Linh đó đúng không em? Dạ. Rồi, mời bạn. Dạ cô, em nghĩ đọc thoại là hai dấu gạch dòng là câu cha mẹ tiên sư nhà chúng nó, với lại câu chúng bay ăn miếng cơm. Có sách đó không? Em có sách đó không? Rồi, nói lại cho cô coi, hồi nãy là em nói cái nào? Cái này phải không? Dạ, không phải ạ. Không phải, rồi. Nào, cái này đúng không? Dạ, đúng rồi cô. Với lại cái cuối cùng nữa cô. Là cái này là đọc thoại, đúng không? Dạ, hai cái đều là đọc thoại. Mà suy nghĩ kỹ không? Suy nghĩ kỹ không? Cái này có phải đọc thoại không? Suy nghĩ kỹ. Dạ đó. Không, cái ở trên không phải, còn hai cái ở phía dưới đó cô. Chị phải không? Chắc chắn vậy đúng không? Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn. Rồi, đồng ý với bạn luôn. Đồng ý với bạn luôn là đây, cái lượt lời này ha, cha mẹ tiên sư nhà chúng nó đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương, cái giống Việt Giang bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát. Đó, đọc hội là đúng rồi ha. Nói ông hay nói, nhưng mà nói sao mà nghe rõ. Rồi ông hay nói, mình nói cho một mình ông hay nghe đó, được không? Ông hay nói phát ra thành lời luôn, phát thành tiếng luôn nha, nói có mình ông hay nghe. Cái lại là cái chỗ này đâu đây nè. Đó, về nhà rồi ông hai cũng nói cho mình ông hai nghe thôi nè. Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống việc đi ăn bán nước đi nhục nhã thế này. Đó, đọc thoại luôn, đồng ý với bạn luôn ha. Rồi bây giờ cái gì thì còn cái lượt lời này là gì? Nói chuyện cũng là đọc thoại cô. Đâu, bạn nào bạn nãy đó, đâu rồi, bạn nãy đâu rồi? Bạn bạn Thảo Linh đó, nãy bạn Thảo Linh nói là cái này không phải là đọc thoại đúng không Thảo Linh? Dạ đúng rồi cô, không phải cô. Vậy theo em đó là cái gì? Nó chỉ là đối thoại. Dạ, nó chỉ là nhớ cái lời nói của nó chỉ là đối thoại hoặc đọc thoại thôi. Hồi nãy mình nói rồi, nãy mình tìm hiểu rồi, đối thoại hoặc đọc thoại thì nó mới có là cái gạch đầu dòng phía trước đúng không? Mà giờ hồi nãy mình xác định là đối thoại thì chỉ có hai cái này thôi, thì còn lại thì nó phải là đọc thoại. Nhưng mà bây giờ là em không có cho rằng cái này là đọc thoại, bây giờ nó là gì? Không lẽ nó là đối thoại hả? Đúng không? Nè, mình đọc cái câu dẫn này đi. Ông hai trả tiền nước rồi xong rồi đứng dậy đúng không, rồi chèm chẹp miệng rồi cười nhạt một tiếng rồi vươn vai rồi nói to hà nắng gớm về nào. Ông nói to, ông nói to, ông nói hà nắng gớm về nào là ông nói cho ai nghe? Ông nói cho mình ông nghe thôi chứ gì, tự ông nói mà nói cho mình ông nghe thôi chứ ai, thì đó là đọc thoại chứ còn gì nữa, đúng không? Đúng không? Đúng không bạn Linh? Đồng ý không Linh đâu rồi? Dạ vâng, dạ vâng. Do mình chưa có đọc cái câu ở trên đây, cái câu dẫn ở trên đây nè. Đó, vậy là một cái lượt lời này ha, một nè, đây hai nè, ba cái lượt lời này đều là đọc thoại hết nha. Hồi nãy cô có nghe bạn nào đó nói là cái này cũng là đọc thoại luôn nè, đúng rồi đó, được chưa? Vậy là mình có ba cái gạch đầu hàng còn lại là đọc thoại nha, mình đánh dấu trong sách đi. Vậy là chỗ này mình chưa xác định được hết ha, thì mình cộng điểm nha, cô cộng điểm với chỗ bạn Nguyễn Linh nha. Rồi, vậy giờ mình còn có cái đọc thoại nội tâm các bạn ơi. Còn có cái đọc thoại nội tâm mình xác định cho cô nè. Em cho cô. Rồi, xác định đúng cho điểm bạn luôn. Bạn tên gì? Quyền cô. Đình Quyền phải không? Và mời bạn Đình Quyền. Dạ cô, là em nghĩ đọc thoại nội tâm là nghe khúc và chúng nó cũng. Đâu, chỗ nào đâu? Có sách không? Nhìn trong sách nói đi. Bạn ấy tuổi đầu. Đó là nội tâm. Chị nghĩ cho kỹ nha, để mất điểm. Dạ có. Rồi, đâu chúng nó, chỗ nào đâu em? Tới đâu? Chúng nó cũng là hai chỗ nào chúng nó là chỗ nào? Chúng nó tới tuổi đầu. Chúng nó trên đây. Dạ đúng rồi, chúng nghe đó. Chúng nó trên đây đúng không?
Nhà ông ở dưới, dưới. Chúng nó ở đây hả? Dạ. Nghĩ kỹ nha. Suy nghĩ, dạ. Suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, dạ, dạ rồi. Em chốt lại cho cô, em đọc đi cho cô đi là đọc họ nội tâm là nào. Dạ cô, là chúng nó cũng bị người ta đẻ núng, nó hiểu đấy ư. Khốn nạn bằng ấy tuổi đầu là nội tâm. Rồi, các bạn lớp mình nghe rõ rồi đúng không? Và cảm ơn bạn ha. Rồi bạn nào có ý kiến khác không? Em. Em. Bạn nào, bạn bạn nữ đó, bạn nào đó? Lê Trần Thảo Linh cô. Lê Trần Thảo Linh hả? Nãy có điểm chưa? Rồi mời. Dạ chưa, đó là bạn Nguyễn Thảo Linh. Rồi mời. Dạ thưa cô, là câu chúng nó cũng là trẻ con làng Việt Giang đấy ư, cũng là độc thoại nội tâm. Vậy chốt lại độc thoại nội tâm của bạn là phần nào? Bạn đọc hết nguyên phần đó cho cô. Dạ thưa cô, là chúng nó cũng là trẻ con làng Việt Giang đấy ư, chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư, khốn nạn bằng ấy tuổi đầu. Là nguyên phần đó theo bạn là độc thoại nội tâm đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn bạn, chính xác ha. Chính xác thì cô cho bạn 8 điểm nha. Bạn Lê Thảo Linh đúng không? Dạ cô. Ừ, rồi. À, đúng rồi các bạn ha. Hồi nãy bạn Quyền xác định thiếu, đúng không? Thiếu cái khúc này. Nãy bởi vì cô mới nói bạn suy nghĩ cho kỹ. Đây nè, chúng nó cũng là trẻ con làng Việt Giang đấy ư. Cái này cũng là gì, suy nghĩ ở trong đầu của ông Hai thôi, suy nghĩ trong lòng của ông Hai, đúng không? Tự nhiên sao mình bỏ mất cái ý đó rồi, đúng không? Mình thiếu ha. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt Giang đấy ư, rồi chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư, khốn nạn bằng ấy tủ đầu đó. Thì nguyên cái phần đó đó chính là độc hộ nội tâm. Đây là cái lời nói ha, lời nói nhưng mà trong cái suy nghĩ của ông Hai, được chưa? Lời nói trong suy nghĩ của ông Hai, lời nói trong lòng đó, thì nó không có phát ra thành lời, đúng không? Thì đây là độc hộ nội tâm, bạn mình xác định đúng rồi ha. Vậy mình gạch trong sách nha các bạn nha. Đó, như vậy là mình xong, được chưa? Mình đã tìm hiểu cái yếu tố đối thoại, độc hộ và độc hộ nội tâm trong cái đoạn văn tự sự này rồi, mình làm xong rồi ha. Thì mình xác định là xác định trong sách hết, mình không cần phải ghi vào trong vở, được chưa? Như vậy ở chỗ này các bạn chốt lại cho cô, chốt lại cho cô. À, độc hộ là gì ha? Độc hộ nội tâm là gì? Với lại là đối thoại là gì? Mình chốt cho cô, cho cái dấu mũi tên. Rồi. À, mình ghi ngắn gọn thôi các bạn ha, nó có trong sách hết rồi, không có phải làm gì hết. Chỗ này mình chốt cho cô là đối thoại. Rồi, độc thoại. Là gì nữa ta? Độc thoại nội tâm. Độc thoại nội tâm. Cái này mình không cần phải ghi lại cái gì hết, mình ghi cho cô là sách giáo khoa trang số 177. Phải trang 178 chứ. Đây. Đó, có sách hết rồi, mình ghi này ha, rồi mình xem ở trong sách, được chưa? Đây. Bạn nhìn trang đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, đây. Đối thoại đây, trong này có nói nè ha. Rồi gì, độc thoại người ta cũng có nói rồi ha. Rồi đây nữa nè, độc thoại nội tâm người ta cũng có nói luôn, đúng không? Đó, mình xem trong đây, nãy giờ cô nói là mình nghe rồi, mình sẽ biết rồi, mình nắm rồi đó. Đó, còn bạn nào mà chưa nghe ha, hoặc là nghe mà chưa hiểu rõ thì có thể mình đọc thêm ở đây, mình đọc lại cho cô, được chưa? Đó, như vậy mình chốt chỗ này ha. Phần ghi bài của mình thì mình ghi này rồi mình ghi sách giáo khoa, được chưa? Mình xem ở trong sách giáo khoa. Vậy là mình xong ha các bạn ha, mình sẽ đến cái phần tiếp theo đó là 25 mã ghi nhớ. Ghi nhớ thì các bạn cứ ghi là sách giáo khoa cho cô đi. Ghi nhớ mình xem sách giáo khoa nha. Rồi, sách giáo khoa trang số 178. Cho cái màu đỏ lên đi. Mình ghi bài các bạn, mình chú ý giùm cho cô mấy cái đề mục mình ghi bút bi màu đỏ hay màu gì lên đó các bạn, cho nó đẹp đẹp các bạn nha. Để nhìn từ trên dưới có một màu đen, có một màu mực không nhìn nó rối lắm, được chưa? Đó. Rồi, 35 mã các bạn ghi nhớ, luyện tập, luyện tập. Mình làm luyện tập cho cô nha. Mình bài tập số 1 này bạn nào chúng ta nghiên cứu được thì chúng ta nghiên cứu là làm cho cô ha, còn không thôi không có bắt buộc. Chúng ta sẽ làm bài tập này nè. Đây, nhìn nha, bài tập số 2 này nè, thấy chưa? Viết một đoạn văn kể chuyện theo đề tài tự chọn, câu đó có sử dụng cả hai cái hình thức. Đây. Đây, trong đó sử dụng cả hai hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm, được chưa? Đó, mấy cái đó mình biết hết rồi, bây giờ mình sẽ viết đoạn văn và mình sử dụng mấy cái hình thức đó. Dễ thôi, rất là dễ ha. Mình sẽ làm bài tập số
Bài tập số 2, trang 179 đúng không? Đúng rồi, trang 179. Bài tập này cô sẽ giao cho chúng ta ở nhà chúng ta thực hiện nha. Rồi, mình làm đi nha, mình tranh thủ mình làm đi. Trong buổi chiều ngày hôm nay cô sẽ mời một số bạn chụp cái phần bài làm này gửi qua trên cái nhóm group để cho cô kiểm và cô chấm điểm nha. Được chưa các bạn? Dạ.